Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Xem Vlog ha. Thì sáng ngày mai lúc 5 giờ sáng mình có một cái tour đi Upright, là quay lại cái đường đi vào Phú Lý mà đợt rồi mới đi con đò vít Upright á. Thì mình đi con này, ghét quá các bạn. Độ xe ngon lành xong chưa có trải nghiệm, chưa có tour gì hết. Xe đang trong cái tình trạng ngon lành nhất thì mình bán với cái giá gọi là 50 triệu á, là gần bằng tiền độ. Mấy bạn kêu mình nháo giá, chê mắc với rẻ, thôi để lại xài các bạn. Để lại đi Upright. Này ngày mai mốt rảnh mình lên cặp phục lộn cặp bỏ ra gai nữa là con này Upright khỏi bàn, khỏi suy nghĩ luôn. Thì hôm nay mở ra bảo dưỡng lại sơ sơ tại lâu quá không đi, thì mới phát hiện ra cái lỗi của nó. Đây là một cái lỗi mà tất cả xe cũ đều bị, và mình sẽ có một cái trick nhỏ để các bạn bảo dưỡng cái xe của mình một cách ok khi mà để lâu. Nó có nhiều cái sự tranh luận đó các bạn. Người theo cái quan điểm này thì cho là đúng, người theo quan điểm kia thì cho là sai. Thì mình sẽ chia sẻ dựa trên kinh nghiệm của mình. Khi các bạn đi đổ xăng, mình á auto đi ra ngoài tiệm chỉ có xe của khách, nhờ đổ bao nhiêu mình sẽ đổ bấy nhiêu. Còn nếu mà quyền quyết định của mình đổ xăng là mình luôn đổ đầy bình. Để giải quyết cái trường hợp này các bạn, đây là bình xăng của con Tracker nè. Thì cái bình này lúc làm thì nó ngon lắm các bạn, nó ok lắm. Nhưng mà để lâu không xài thì không có cái bình xăng nào mà nó thoát được cái lỗi này. Đây, đây là sạch nè. Vuốt nhẹ một cái à, vuốt. Đây, nó bị đóng cặn. Cặn ở đây á là rỉ sét. Thì cái rỉ sét này từ đâu? Từ cái việc là khu cái bình xăng này ra, sơn sửa các thứ, và kể cả không sơn sửa thì nó bị hơi nước, thì nó sẽ bị sét phần trên. Khi các bạn đổ đầy bình xăng thì xăng nó sẽ từ dưới đây lên trên này là đầy bình. Rồi các bạn để im đó, các bạn chạy càng nhiều quá thì nó sẽ càng hao hụt xuống. Và khi các bạn không chạy thì xăng nó nằm ở mức này. Trong cái bình xăng của các bạn á, từ đây tới đây nó sẽ không bị gì hết. Tại vì nó có xăng, có xăng thì nó sẽ không có bị ẩm. Các bạn đừng nghĩ là nước nó không lọt vào thì nó sẽ không sét nha. Tất cả bình xăng đều bị, chẳng qua là các bạn xăng không có thấy. Và thật sự nó cũng không ảnh hưởng nhiều. Khi các bạn chỉ đổ như đây xăng thôi thì cái phần ở trên đây nè, nó sẽ bị rỉ sét theo thời gian. Khi các bạn vận hành xe mỗi ngày nó sẽ không bị. Nhưng khi các bạn để 1 tuần, 2 tuần, thậm chí như mình đây là để 3 tháng rồi, 4, 5 tháng rồi cũng không có chạy, thì nó sẽ bị rỉ. Bình xăng nào cũng sẽ có cặn nha. Xe FI thì nó khó bị cái chuyện đó lắm, tại nó qua nhiều lớp. Đây là cái lọc xăng, là xăng cặn cái thứ. Nó sẽ chạy xuống đây, thì từ đây nó đi ra. Thì khi mà nó đi qua đây á, là nó giữ hết tất cả những cái cặn bụi sắt cái thứ trong đây rồi. Rồi nó mới đi xuống bình xăng con. Nó làm cho cái bình xăng con hoạt động một cách ok nhất, không bị ngợp xăng, không bị gì hết. Thì cái này cũng quan trọng. Cho nên đó là khi các bạn có cái này, dù bình xăng các bạn có cặn thì khi nó xuống đây nó lọc ra để xăng các bạn nó sạch, nó không có cặn. Đó, đại loại là vậy. Thì bây giờ mình sẽ đi bảo dưỡng lại các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ chạy ra tìm rửa xe và mình chỉ các bạn fit tại nhà luôn. Mấy cái gì mà làm tại nhà á, mình biết thêm một cách để mà xử lý á, cảm giác nó vui các bạn, thì mình chia sẻ lại luôn nha. Mình tính đi cái tour ngày mai bằng con này luôn nè. Nhưng mà tại vì con này nó lùn quá các bạn. Cái lùn quá, khi mà nó dắp một phát một là nó vô cái dàn nhựa. Mà vô dàn nhựa thì hơi sót các bạn. Bên kia hả? Em rửa chiếc xe này, nhưng mà trước khi rửa thì cho em mượn cái vòi xịt em xử lý cái bình xăng em cái được không? Em trả thêm máy cho. Em đổ xăng ra đây được đúng không? Được. Rồi ok chơi các bạn. Thì gì anh? Em vệ sinh cái bình xăng nó bị sét đó mà. Sơn lại hả? Không, vệ sinh bên trong. Này nó mấy cái cặn. Đủ không? Đủ đo. Có giò nào mạnh không? Cái này mạnh nhất là lớn. Rồi ok, vậy lấy cái giò đó đi. Cái giò đó ok rồi đó. Wow. Có lý á. Không hết được. Rồi bỏ cát vô mới hết. Ra được. Thì á, xăng nó đi từ đây xuống đây. Thì ở đây á, nó sẽ động ở đây. Và mấy cái cặn á, nó sẽ động ở đây trước. Động ở cái nắp này nè, mở cái nắp này ra trước. Anh làm vlog mà đúng không? Đúng rồi, chính xác. Hồi đợt này là thuê ở trong cái đường, trong cư xá rồi đúng không? Đúng rồi, nguyên vàng xe em gửi ngoài đây không đó. Còn bây giờ anh chuyển qua, là chuyển qua bên Tân Mỹ à? Đúng rồi, 88 Tân Mỹ. Nè, coi nè. Đó. Thì cái thứ này là cái thứ mà làm cho xe hoạt động không có trơn tru nè. Thì khi mà nó đầy lên đây thì nó sẽ chảy từ cái lỗ này chảy qua. Đó, đây, này nó sẽ chảy ra dễ hơn. Mẹ bị đứng dậy trên ngồi không có thế. Ừ, bây giờ nó hơi không có thế. Khi các bạn xịt vô á, cát nó còn ở trong đó đó, là nó sẽ đánh
lung tung beng trong đó đó. Là họ nó sạch rồi. Nè sạch trơn rồi nè. Đó, gửi xuống là hết rồi nè. Mình xịt thêm cho chắc. Đó, chào ra, nó chào xét ra thấy không? Nó chào mấy cái rỉ xét ra đó. Rồi ok, cảm ơn anh nhiều. Xong rồi thì các bạn xả ra thôi. Kiểm tra thử coi nó còn xét không nha. Cát thì đương nhiên sẽ còn rất là nhiều nha. Nhưng mà xét thì nãy trên đây nhiều lắm nè. Hết rồi nè. Bề mặt ở dưới đây nè. Móc, bây giờ tới trình độ móc nè. Rồi ở trên láng bóng luôn rồi nè. Láng rồi nè. Hết rồi nè. Đó, đó là cái cách mà vệ sinh từ bên trong nha. Nhưng mà cách này nó hơi sót cái bình xăng, cái bình xăng này xét nhiều quá phải làm cách này, còn bình thường các bạn xịt nước là được rồi. Ok, in rửa giùm em chiếc xe đó đi. Rồi, thì bây giờ cái bài toán tiếp theo cần phải giải là làm sao để cho cái bên trong này nó không còn một miếng cát luôn. Thì các bạn chỉ cần chút ngược cái này lại. Rồi sau đó các bạn bơm nước vào. Rồi cứ đổ vô xong lắc, đổ vô xả ra xong lắc, đổ vô xả ra xong lắc là nó sạch sẽ liền, không có sợ cái gì hết, không có vấn đề gì hết. Thì tùy các bạn thôi, các bạn có cách nào hay hơn thì có thể bình luận bên dưới, anh em mình cùng tham khảo ha. Cái này là em yêu khoa học nè, nhưng mà ngày xưa mình làm vậy và làm xong rồi xả một cái công cuộc vệ sinh cái này nè là lấy 70.000, 70.000 cho mỗi bình xăng. Ngày xưa làm nhiều lắm. Ok, của con bao nhiêu ta? Đây con để luôn 50 nha, cảm ơn chú. Rồi, sạch sẽ rồi các bạn. Bây giờ là phải xả nước. À, xả nước liên tục để đẩy cái này ra. Đẩy máy, ủa này không có cống hả ta? Ủa xả nước ở đây rồi, cống ở đâu? Thôi vô toilet xả luôn. Vô toilet đi, toilet mình toilet cộng rộng mà. À, sẵn khoe với các bạn cái toilet của shop luôn. Toilet của shop to lắm. Đúng không rộng? Đây. À, toilet này là để cho khách nha, chứ học tụi mình không có được vô đây luôn á. Chơi vậy nó mới sốc. Rồi. Các bạn sẽ xả nước vào. Thôi vô nhà rồi mình đổi nón, mình mở nón với lại cái này ra nha. Rồi, các bạn phải chút ngược cái này lại nè. Đó. Các bạn thấy nó chảy không? Các bạn thấy nó chảy cát ra không? Rồi lắc. Đó, nó chảy cát ra đó. Đó, khi nào mà các bạn làm về hoài mà một hồi nó không còn miếng cát nào chảy ra á thì là ok, là các bạn thành công. Đó, nó chảy cát ra đó. Rồi. Mình cảm giác là nó hết rồi, không còn gì trong này đâu. Rồi, thì ngày xưa đi làm nhiều việc á, chỉ để làm gì? Tích lũy kinh nghiệm các bạn. Tuổi trẻ là tuổi kiếp tích lũy kinh nghiệm. Càng nhiều kinh nghiệm á, thì khi to lên, bự lên thì làm được nhiều việc hơn mà không cần phải đi ra ngoài làm ha. Rồi, bây giờ phơi nắng rồi lắp vô thôi. Ok các bạn, thì sau 10 ngày rồi thì tụi mình mới xong. Thực ra là do khuya nay khoảng bây giờ là 5:50 thì đúng 12 tiếng nữa là mình sẽ đi một tour Upgrad. Thì đây phong cách đi đường khó là đi Upgrad á, thì đây mình sẽ giới thiệu với các bạn một vài món nha. Đầu tiên á là bật chìa khóa lên thì mình sẽ có hai cái bảo vệ tay lái. Tiếp theo là mình sẽ gắn cặp gù luôn để thay thế cho xi nhan các bạn. Mình làm thay thế cho xi nhan luôn. Ngay đây thì có đèn. Đây là đèn bi cầu của Tool. Thì nó sẽ có hai chế độ. Code nè, là có mặt cắt. Thêm một nấc nữa thì đó là pha. Thì cái này là bi cầu của Tool. Cái này khá là ngon để các bạn đi hỗ trợ code. Tiếp theo là một cặp kính gù. À, một cặp kính gù này thì đồ phay thôi các bạn. Đồ phay 1, giá đâu đó khoảng vài trăm nghìn. Mình shop mình mua bán á, mà chi tiết thì các bạn qua xem shop xem nha. Rồi một cái giá đỡ điện thoại N-Star, cái này xài cũng ok lắm. Ở đây là cặp đèn chợ sáng, cặp đèn này là KZ40V3, 1.9 triệu một cây, mình gắn cặp luôn, đi cho nó sướng. Thì bật pha lên thì đèn chợ sáng sáng nó thay cho đèn pha. Rồi khi mà bật pha vẫn có thể bắt xin được. Đó, cột pha. Thì ở dưới đây á, là hai cục gù chống đổ, mình làm thay tại vì gắn một cái cặp bảo vệ tay lái nè, thì nó sẽ dư ra một cặp gù ở đây, đắp vô đây làm chống đổ luôn.
một cái giá đỡ bình nước. Thì mình đang rửa cái bình nên là không cho các bạn xem được. Đây, bỏ cái bình nước vô đây, uống lạnh. Con này thì mình độ cho nó một cặp cùm Line Master màu trắng, nhìn cho nó sang, các bạn có thấy sang không? Nhìn rất là sang. Thêm một bộ thanh dằn ghi đông của Motorworld. Thì cái chi tiết của cái sản phẩm này á, thì mình hôm nay mình test, thì nếu mà ok thì mình sẽ làm review, mình chia sẻ với các bạn cái sản phẩm này bên kênh Xem Shop nha. Thì hôm nay mình giới thiệu con xe này của mình thôi. Thêm một cái bộ này, không biết bộ này bộ gì, bộ này là bộ đo nhiệt, đo bình, có sạc, đồng hồ mini console. Nhưng mà cái này thì trên thị trường nó nhiều lắm các bạn, nó rất là nhiều mẫu mã, rất là nhiều hàng và rất là nhiều thương hiệu làm. Trong đó mình rất là ok cái mẫu console. Ngày xưa nó có mẫu console mini 3 khá là ngon, nhưng mà cái mẫu đó thì bị phốt nhiều lắm các bạn, do nó kéo điện xuống dưới bình đó cho nên nó sẽ làm hao bình. Thì mình hồi xưa có bán nhưng mà do nó lỗi nhiều quá nên mình không dám bán nữa, thì giữ nguyên luôn. Đằng sau thì mình xài cái túi Motorworld. Cái túi này mình không biết gọi nó là cái túi gì, nhưng mà cái túi này nó đa năng lắm các bạn. Mình để rất là nhiều tour rồi thì hôm nay để đằng sau vừa luôn, để được rất là nhiều đồ. Cái túi này là mười mấy lít á, áo mưa, đồ nghề, nước uống, rồi bơm vá cái thứ đổ hết vô đây luôn. Rồi mình nhét một cái bình kia vô nữa. Thì cái này nó trên đây nó bằng nhựa nè. À, thêm một cái nữa mà cái này á, những anh em mà đi phong cách classic này nè rất là thích. Đó là cái đèn xi nhan sâu. Cái đèn xi nhan sâu này nó bá đạo lắm các bạn. Nó có trăm mấy, 200 ngàn một cặp thôi, nhưng mà nó phê lắm. Đây, cái đèn xi nhan sâu khá là ngon, không có gì phải bàn về cái xi nhan sâu này hết. Thì hôm bữa mình chưa có review của xe này cho nên là khi mình báo giá 50 triệu các bạn bị dội, gọi là bị kêu mình nháo giá đó. Thì thật sự mình nói các bạn 50 triệu không có độ được con này. Nội cái dàn đồ chơi mà mới gì lên con này không là 10 triệu rồi. Đầu tiên là cụm Line Master là 2,5 triệu nè. Cái cặp này bảo vệ tay lái là 1 triệu là 3,5 triệu nè. Với lại cặp gù này 500 ngàn, 3,5 triệu là 4 triệu nè. Cái đèn tua này 1,8 triệu là 6,8 triệu. Cặp này là 1,9 triệu một cây, hai cặp là 2 triệu, hai cặp là 3 triệu, 3,8 triệu là nhiêu rồi đó, 3,8 triệu. Rồi giá đỡ là mấy trăm ngàn thôi, không tính. Rồi cặp gù này, nguyên cái bộ này bao gồm luôn cả bát mắt ra, rồi ốc đôn, rồi ốc này thì cũng khoảng trên 500 ngàn. Rồi cái thanh Motorworld này cũng 700, cái giá đỡ này cũng gần 1 triệu. Giá đỡ này khá là ngon các bạn, thì đợt tour này test luôn 13 triệu đúng không? Rồi 13 triệu rồi đó, chưa gì hết là thấy 13 triệu bay đắp lên con xe này. Chưa tính mạch công, chưa tính. Trời, các bạn mà nhìn dàn điện con này các bạn phê luôn. Nhìn dàn điện con này đã lắm. Rồi, cái ngon nhất là một cục máy. Full một cái cục máy BRT mà cái trái gì hay là cái máy như thế nào lại mình lại không có hỏi, cũng không hỏi tâm. Nhưng mà con này kéo lên 100 GPS là cái chuyện quá bình thường, easy luôn. Mình tháo luôn cái đồng hồ ra, khỏi tốc độ, khỏi đá số, không khỏi gì hết đó. Để về chơi thôi các bạn. Dưới đây thì cặp Racing Boy. Mâm á, cái mâm này các bạn nhìn về tiếng mâm này, mâm nhôm. Mâm này là mâm của Takasago, Excel, Asia gì đó mà cũng mấy triệu. Để sau heo dầu, ben đạp. Rồi cặp cam này 900 ngàn một bộ, trước sau hả? À, trước sau. Rồi thắng đĩa trước sau. Rồi dàn trước á, dàn trước là dàn một cái bộ dàn trước của nguyên một cái con FZ mới 100% đắp vô luôn. Rồi ngày trước nó có bộ cái đầu đèn tool, rồi cái đồng hồ Ducati. Trời ơi. Tại vì các bạn, mình nói các bạn nghe, có những cái đồ độ mình nói chỉ cần một cái cặp phụ thôi, cũng là Racing Boy, cũng là một cái thương hiệu nào đó, ví dụ là U liền hay là cái gì đó, ISS gì đó, thì cũng là một cặp phụ thôi. Có những cái cặp phụ giá trị nó hơn con xe này luôn, cả 100 triệu một cái cặp phụ rồi. Đồ độ á, thì các bạn phải hình dung được câu chuyện á, là nó có nhiều giá lắm. Nó trải dài từ vài trăm cũng có, vài triệu cũng có, vài chục triệu cũng có, vài trăm triệu và cả tỷ cũng có nữa. Có người mới mua con xe về chưa kịp đổ xăng, nó đi dắt vô đưa lên bán tải độ nguyên một con xe limited bay thêm cả tỷ bạc nữa. Đó là đồ độ. Độ thì nó mắc lắm các bạn. Độ làm sao để cho nó đúng nhu cầu và đạt được cái ngưỡng độ bền mà mình mong muốn thì đó lại là một cái câu chuyện rất là khác ha. Thì thôi, các bạn kêu mình nháo giá thôi, mình độ mình đi luôn các bạn. À, qua đây nữa các bạn, qua đây nè. Rồi qua đây thì các bạn thấy là một cái bô nè. Bô này phong cách gì đó không biết nhưng mà có bán bộ nguyên bộ full luôn. Mình độ cho con xe này cái bình 7A để mình xài điện cho nó vô tư thoải mái. Rồi ở đây là một cái bình xăng, cái này là bình xăng gì đi thì không biết. À, bình xăng Uma. Bình xăng con Uma lọc gió Canon. Rồi cái bình xăng con trước đây cũng thay luôn nè. Cái bình xăng con này là một bình xăng con khoát luôn nè. Nói chung á là con này chỉ có giấy tờ là của nó thôi, còn lại là không có cái gì của nó đó. Cả khung sườn này cũng đắp và sơn lại từ A đến Z luôn đó. Nếu như các bạn mà muốn chơi đồ á thì mình khuyên là không nên chơi, nên mua một chiếc xe zin. Còn đã đi một cái phong cách mới, cái phong cách này làm gì có bán nguyên con, đâu có con xe nào nguyên con mà phong cách Tracker như vậy đâu.
có mấy con W175 của Kawa hay là con Suen của Suzuki. Thì đó có những cái phong cách sẵn, nhưng mà để nó được theo cái mong muốn của mình đó thì nó sẽ rất là khó các bạn. Nó khó lắm. Nhiều khi các bạn độ vậy rồi điện đốm rồi này nọ cái thứ thì mình nói càng sâu vô thì các bạn lại càng không muốn độ. Nên thử đi. Một lần đầu tiên trong đời nên thử bỏ tiền ra độ một con xe thì các bạn sẽ thấy cái nhiều khi tiền nó không phải là vấn đề luôn. Nó có nhiều lắm thì thôi, xong rồi đó. Để coi là đắp biết bao nhiêu tiền vô trong này rồi thì để coi nó mang lại được một cái gì đó cho mình cảm giác thôi. Các bạn có thắc mắc gì về con xe này hay như thế nào đó các bạn cứ bình luận bên dưới. Mình sẽ đáp nha. Bye bye.